Hi, em xin chào tất cả mọi người đã quay lại với lại kênh Chạy Vẹt Quận 12 của em nha. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Tài. Em ở quận 12. Hôm nay thì em sẽ dẫn mọi người đi thăm các tổ của mấy bé vẹt Yến Phụng nhà em nha. Thì trước khi mà mình vô trong trại á, mình tham quan mấy cái tổ vẹt á, thì mọi người lưu ý là ở trong trại thì nó ồn á, nên nó sẽ có những cái âm thanh nó hỗn tạp á, nó ồn á, nên em mong mọi người thông cảm nha. Tại vì mình nuôi chim á nên nó ồn lắm. Còn thứ hai là thì nếu mà cái mọi người thấy cái video này nó hay, nó thú vị thì em xin mọi người cho em xin một like, một đăng ký kênh để có thể giúp đỡ cho cái kênh của em nó càng ngày càng phát triển hơn, nó được nhiều người biết đến hơn. Rồi thì không có dòng do mất thời gian của mọi người thì bây giờ em sẽ dẫn mọi người vô thăm các bé Yến Phụng nha. Rồi thì ở trước mặt mọi người á là cái khu vực nuôi Yến Phụng Hà Lan của em. Đây thì em nuôi tổng cộng thì em có nuôi 3 dãy. Đây ba dãy. Còn ở ngoài này thì có 4 chuồng avi thì giờ em dùng để rộng chim, giống này nọ để phục vụ cho mọi người. Thì bây giờ thì để em thăm mấy cái tổ cho mọi người xem nha. Tại vì em cũng không có rành, coi cái tổ này nó có bao nhiêu con nên em cũng coi coi thôi. Tổ này thì nó còn có một bé à. Mấy bé kia thì chắc là em sang tổ hoặc là em bán rồi. Hiểu này một bé nha mọi người. Để em cầm lên bé này lên cho mọi người xem. Bé màu xanh dương nha. Tổ này để coi thì có một bé màu nhớt nhớt này. Ổ này hình như là có hai bé, một bé màu này với lại một bé màu này, có hai bé. Tại cái tổ này nó dính quá nên em không có gỡ ra cho mọi người xem ở trên được nha. Thì tổ này là có con trống cũng đẹp. Cái này nó đẻ lại rồi mọi người. Con này nó ra màu ngộ ngộ ghê. Đó, còn hai con. Nó đẻ cái con kia. Tiếp theo là tổ này nha mọi người. Đó, chim mẹ nó đang ở ngóc ngóc ngoài tổ kìa. Thì tổ này thì em được 4 bé nha. 4 bé đủ màu luôn. Quá đẹp. Tổ này là em thấy nó đạt rồi lắm rồi đó. Đẻ mà ra 4 bé là nó lớn đều như vậy là quá ok đúng không nha mọi người. Tổ này thì có hai bé. Con mẹ nó ăn đồ ăn đỏ hết người luôn. Ổ vàng này em lập giống để sau này có thể chia sẻ giống với mọi người. Giờ nó đẻ rồi, nó đẻ được 5 trứng rồi.
Giờ này mọi người thích vàng nên em bắt đầu em để giống mấy con vàng để có giống để chia sẻ với mọi người. Ổ này thì con tím, cha mẹ nó là tím nha, con ổ này thì cũng đẹp lắm. Nên cho mẹ anh chị em coi chim ngon. Chim ngon ra cũng mướt lắm nha, cặp này nuôi con cũng tốt nữa. Em thấy cái con này đẹp ghê nè mọi người. Con này với hai con này là lớn lên màu và bá cháy luôn. Còn con này ổ này thì đầu cắt môi ổ này thì mấy con này đầu cắt môi hết rồi mọi người. Con mẹ nó nhổ lông, nó ăn phần lông ngay cái phần cổ rồi, đầu cắt môi. Hai con đầu cắt môi, hai con đẹp nhất đầu cắt môi. Cái tiếp là tổ này nha mọi người. Thì tổ này thì có một bé à. Tổ này coi. Tổ này cũng còn có một bé à, mà mới bị sụi lông à. Mấy cái tổ ở trên cao á, tại vì hôm nay em có một mình nè, ở trên cao em lấy lên em lấy xuống nó hơi khó nên gọi lên cao chắc em không có quay được cho mọi người coi được. Thì con này nó màu nhớt nhớt này, cái cặp này nó đẹp lắm, con mái nó cũng đẹp nữa đấy. Chị thấy con mái đẹp không, nó đẻ lại được 6 trứng rồi nè. Nhìn con mái hết nước chấm luôn nha mọi người. Rồi, tổ này thì con trống nào cũng đẹp lắm. Tổ này thì con trống em lấy em phối lại con mái màu màu nhớt nhớt mà cái màu nó lạ lắm. Đó mày thấy không? Cái màu nó lạ lắm. Nó nở được 4 con mà. Không biết nó sẽ ra màu gì nữa. Em phối thử coi nó ra được màu gì. Nhìn nó lạ quá à. Cái màu của màu con kia nó lạ quá à. Còn chỗ này mà cao quá, nó có một tay à, hơi khó. Mình qua chỗ này đi. Này con máy nó đang ôm con. Nở được 4 con rồi, hơi bị ghê. Trứng còn 4 trứng luôn, đẻ quá trời đẻ. Nếm coi ổ này coi. Ổ này con trống này. Con này cũng đẻ được 7 trứng. Cái ô này có 2 con rồi mọi người. Thường thường mấy cái này vậy á, em sẽ sang qua, em đi sang tổ tùm lum hết đó. Đúng rồi. Rồi trời rồi mình coi tới cặp này nha. Này được 2 anh lớn rồi. Kế tiếp là cặp này đi. Cặp này thì không biết nó ra màu gì nữa. Em đang ghép thử lứa đầu tiên coi nó ra màu gì. Con mái màu cũng lạ lắm, màu trắng trắng sớm sớm.
Đây đây là 4 con. Ổ này được 6 trứng rồi. Đây cha mẹ nó nè. Rồi hôm qua bên đây một xíu nha, mình tranh thủ. Tại video dài quá nó cũng không hay, thế nên tôi phải quay tranh thủ nhanh nhanh một xíu. Này ổ này con máy nó đẹp ghê mọi người, màu ngọc bích, màu này lên đèn là hết hết sảy luôn, mà không biết con nó có ra được màu ngọc bích luôn nữa. Này không biết nở chưa ta, con nở chưa ta. Nó được hai chú rồi. Còn tới cặp này giờ nó đang bắt đầu ăn buổi chiều á, là con chim nó bắt đầu nó ăn để nó chuẩn bị nó đi ngủ á mọi người. Ổ này cũng được 4 con nha, 4 con cũng có con đẹp, hai con đẹp. Qua ổ này đi. Ngày được hai con màu ngọc biển, con này rất màu ngọc biển, con này màu ngọc biển. Nó ống ống ngọc ngọc. Dạ quen. Rất đẹp. Còn cặp này được con này em nhìn thấy nó đẹp nè, cái bụng màu nó rất là đậm nét. Một lứa này nó ra đủ màu á, nó có ra bao giờ nó cố định một màu đó, nên mình nuôi cái này mình cảm thấy nó vui lắm. Mỗi lần mình đi thăm tổ là lại là một cái điều mới lạ, không có lần nào giống lần nào á mọi người. Con máy đẹp ghê chưa, mọi người thấy con máy đẹp ghê. Mình được 4 con, 3 con, 3 con. Để trên tổ em coi cái tổ nào mà nó đẻ rồi đó, nó nở con lớn lớn xíu cho mọi người xem. Đây, con này được 4 con. Mấy con nó nuôi con đều nhìn thấy ham ghê. Phân đẹp, mọi thứ đều tốt. Cặp này nuôi con cũng tốt lắm nè. Con máy nó ôm con suốt ngày luôn. Nó ôm con 24/24 luôn. Đó. Con này rất màu lá mạ nè. Nhìn coi. Này nó đẻ lại rồi, nó đẻ lại cái mới rồi. Đây được 4 5 trứng. Chế em tranh thủ chim con nó lớn em tách ra. Mấy bữa nay em bận quá em không có coi, để em tách. Em tách chim nó ra. Con này sắp tách được rồi. Tách rồi mình cho nó ra ngoài để nó tự ăn mọi người. Nó ở trong tổ mẹ nó nuôi hoài nó không biết ăn đâu. Nó lâu biết ăn. Mình phải cho nó ra ngoài tự lập, bươn chải.
nó mới khôn lên được. Giờ tới chỗ này đi. Chỗ này cũng được 4 con. Có con này được nè, có con này nhìn màu đẹp. Đủ màu. Bụng lên 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 lên. Hai con. Hai được mới nở được hai bé à. Eo eo eo. Mới nở được hai bé. Con này cũng được hai con. Hai con này đẹp ghê. Hai con này gần mình gần sắp ổ là được rồi. Sắp ra rồi. Mình sắp thu hoạch nó được rồi mọi người. Con này gần 3 con. Mấy ổ này thì nó mới đẻ. Tôi một cái trứng. Hôm nay được anh này. Anh mau ngọc bích. Anh này màu xanh dương. Hôm nay được hai chú ngọc bích và xanh dương. Hôm nay được 3 con. Con kia chắc mới nở được mấy ngày. Video đến đây thì nó cũng dài rồi. Thì em hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Thì nếu mà mọi người thấy hay á thì mọi người cho em xin một like với lại một đăng ký kênh nha, để giúp cho cái kênh của em nó càng ngày càng phát triển, rồi được mọi người đều biết đến hơn. Thì cũng không có gì hơn thì em xin chúc mọi người dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em.